Nhóm Nông Nữ Miền Tây xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay thì Ngân rất vui mừng và hạnh phúc khi được tiếp tục đại diện cho mọi người quân, đó là chú Minh Vũ đến thăm hoàn cảnh của bé Thích Yên. Cũng như được đại một tháng, mỗi một tháng chú Minh Vũ đều có số tiền để mà lo cho bé trong cái việc là chi phí ăn học và sinh hoạt hàng tháng. Hiện tại là tháng 9 của năm 2023, con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong để mà thăm bé cũng như là gia đình nha. Nhã đây đây con. Dạ, lâu quá rồi mới thấy cô ở nhà. Nay có như thế nào không cô? Không, không dài, ba ngày nay ở ngoài mẹ bệnh nên nằm không à. Là sức khỏe của mình không tốt hay sao? Không tốt, mệt hoài, không ói, rồi mệt, mặn không được, da mặn chút xíu rồi vô ngồi thở. Rồi hôm giờ mình có đi khám bệnh chưa? Không gài nằm nhà uống thuốc rồi thấy không mấy rồi cái nay mới đi khám thì vô người ta thử máu rồi này kia người ta kêu nhập viện chuyện nước. Thì bác sĩ họ có nói là mình bị gì không? Nên bị cái gì không có nhớ nữa mà lấy máu rồi xuống bác sĩ coi nó bây giờ cho nhập viện đi chứ kiểu này mệt với hạ canxi quá rồi sợ xỉu rồi này kia với lại cho kêu mua chợ đường uống cho ta kêu chuyện nước rồi đi về đang lấy đồ chứ không có ai nuôi. Vậy là nếu như mà nhập viện là cũng chỉ có một mình ông trong bệnh viện thôi. Tí ghen thì phải ở nhà vừa đi học vừa chăm em nữa. Tí ghen tính đòi nghỉ vô nuôi. Mà nó thôi nuôi rồi em ở nhà ai lo với em đi học nữa. Dạ. Nếu như mà mình vô cảnh thì mình có gửi lại bé ở nhà cho bà Tư hay là sao đó không? Có. Để nó ở nhà với em đi rồi. Hôm trước thì có nghe với Tiết Yên nói là mình xin đi làm lại ở công ty hả? Có đi làm đông lạnh mà như vậy là có cá thì mình làm, có thì mình nghỉ vậy đó. Cái đó là mình làm theo ca hay sao? Mình làm phụ vậy thôi, người ta kêu vô mặn thì mặn, có cá thì mặn vậy đó. Thu nhập của mình đi mà làm đông lạnh thì nó có ổn định không? Cũng tắt lắm, mình mặn tắt thì nó rất nhiều thì không nhiều vậy đó. Nếu như mà vậy thì tại sao mình không đi lên trên khu công nghiệp mình xin để mà mình làm ổn định hơn những cái công việc cũng như là cái thu nhập? Thì nếu mà do khu công nghiệp thì sợ nhà hai đứa nó bệnh đó, rồi xin nghỉ thì khó khăn lắm. Bởi nhà thì bằng ai muốn gì bằng nấy, rồi nếu mà có nghỉ đông lạnh thì vô trong bẫy chổng bằng ruộng thì vô chổng nhổ cỏ rồi tiếp cái đầu hàng ngày nào năm ngày đấy. Vậy là chủ yếu giờ muốn có thời gian nhiều hơn ở nhà chăm hai em nên là giờ mình chọn đó là mình làm thuê ở ngoài. Ai kêu thì làm để mà mình linh hoạt về thời gian hơn. Đây sợ rồi nó bệnh còn đi mừng hôm hay là có mẹ có bệnh đầu chở đi được vô công ty rồi xin nghỉ khó lắm. Dạ. Hồi trước thì có đi bán thêm đồ rẫy cũng như là mấy cái vật dụng ở ngoài chợ đó thì không biết làm sao mà mình nghỉ hết cô. Tại vì đồ rẫy này kia nó rẻ rồi mình bán ế lên nó xuống hoài. Khi bán ế quá rồi cái vốn luôn. Vậy là do mình cũng không có cái lượng khách đều quá cho nên là cũng hơi khó về cái việc giờ buôn bán ha. Rồi cái nghỉ bán nhiều đêm thức đêm bán chứ cũng có nhiều tiền đâu, lời có 20 nghìn. Rồi mưa gió thức đêm rồi nguy tế mua đồ bán mua đồ thì mắc bán thì lợi người ta thì nói ta trả rẻ không thôi nghỉ. Bán thì cực nè nhưng mà lời thì cũng không có nên là mình không có đi bán được. Giờ chủ yếu là ai thuê gì thì mình làm đó thôi. Thì mặn thì có thứ bảy chủ nhật thì ra bộ tiếp ngoại đó, còn hôm thì đi vô trong những mặn ruộng như mặn cổ núi đồ đó gì bảy lãnh mặn đó. Cái đó thì họ thuê mình làm tiếng không? Tiếng mình buổi đi. Những cái chỗ mà lỡ không hiểu cái bài khó thì sao? Thì em hỏi bạn hoặc là hỏi thầy cô. Em vô học bao lâu rồi ta? 2 tháng rồi đúng không? Dạ. Rồi hôm giờ là học và kiến thức em nắm vững hết chưa? Dạ rồi. Rồi có kiểm tra hay là thi những cái cuộc thi giữa kỳ chưa em? Dạ chưa. Chưa ha. Rồi sắp tới thì chị biết đó là có một cái cuộc là kiểm tra một tiết đó thì giáo viên họ sẽ ôn bài cho mình hay sao em? Dạ. Thì cái đó thì cố gắng học tập nha để mà có được một cái kết quả hoặc là có thêm nha. Dạ.
Hôm giờ khi mà đi học thì em thấy năm học mới á, có cái gì lạ lẫm hay là có thằng gì với em không? Dạ không. Vậy là vẫn bình thường ha. Dạ. Thì bình thường buổi học chính của em là buổi chiều đúng không? Dạ. Còn tiếng Anh thì hồi trước chị nghe em nói là em còn yếu, định là muốn học thêm, thì không biết là em có đi học chưa? Dạ chưa. Chưa. Do chưa tìm được chỗ học hay sao em hả? Dạ tìm được rồi mà em không có đi. Em có thể nói lý do cho chị nghe được không? Dạ tại em bận ở nhà chăm em với lại bận nhiều chuyện. Vậy là ở nhà chăm em với lại phụ mẹ nên là chưa có đi học được. Dạ. Rồi ở trên lớp thì giáo viên giảng em có hiểu hết không, em có thuộc được bài không? Dạ hiểu. Nếu như mà không có thời gian đi học thêm thì chị nghĩ là em cố gắng em ở trên lớp mình chú tâm vào cái bài giảng của thầy cô á, để mình có thể nắm được nhiều kiến thức hơn. Xong rồi về thì mình sẽ dành thời gian nha, mình ngồi mình luyện tập lại, mình viết từng lại nè, và mình học nghĩa từ mới trong vòng khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày á, thì cái vốn chức năng của mình nó sẽ phát triển và nó sẽ khá hơn dần dần nha. Dạ. Hôm nay thì cũng giống như mỗi tháng á, chú Hồng Vũ đều gửi mình cái số tiền để mà trao cho em vào cái việc đó là em trang trải cái chi phí ăn học cũng như là sinh hoạt hàng tháng. Thì hiện tại là tháng 9 chị cũng mới đến đây để mà thay mặt của chú gửi cái số tiền này lại cho em nha. Dạ em cảm ơn em. Dạ con cảm ơn, con chúc ông nhiều sức khỏe, mạnh khỏe luôn, nụ cười trên môi. Con hứa con sẽ học giỏi, sẽ không phụ lòng ông. Em kiểm tra cái số tiền mình chị xem thử có đúng không nha. Dạ đúng. Con cũng cảm ơn chú nhiều, chúc chú nhiều sức khỏe. Con giờ trong công việc con cũng hơi mệt. Dạ. Thì cũng chúc cho cô cũng như là bé Thích Yên thì sẽ có được thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, hy vọng là thời gian sắp tới thì gia đình của mình sẽ đỡ vất vả hơn.